Hậu đệ hướng dẫn các bạn của Bánh Tráng đẳng cấp nhất 2019 các bạn. Bánh À. Tráng, Bánh Tráng với sốt đông với rau sống. Thầy đẳng cấp không? Ok. Rồi rút hàng ra. Ừ. Nhiều lúc mà mình bỏ nhiều mồi vô đóng mình quá bạn, nhiều lúc rút ra không được mà. Thôi vô lại giúp ngắt được luôn. Em tụi tôi đi lưới cá các bạn. Bữa câu cá lồng tông ăn không đủ bữa nay lưới các bạn. Đây mình sẽ quay lại luôn. Hai anh em chạy trước rồi. Kêu bữa nay kêu rảnh dẫn đi lưới cá các bạn. Đây đồng ruộng. Tại bây giờ chiều nha các bạn. Năm mấy rồi. Nay mới đi làm về rồi đi quay cho các bạn xem. Đẹp không các bạn? Sợ là nó lớn thì chưa có đi cái này luôn, chưa đi cái cung này bao giờ. Đẹp không các bạn? Chiều đẹp không? Ủa mình nè, mình mọc mặt em. Tới nơi các bạn, hai em mình. Đường này nhỏ lớn vừa ở mấy chục năm nay chưa đi ra đường này bao giờ luôn á. Chào các bạn Ngậu. Nay là 6 năm rồi chưa ra đây. Để dựng xe sát sát các bạn. Bắt đầu đi vô các bạn. Mình thuộc cái dạng người là mình cũng chả thích đi du lịch. Anh em mình đã nói là để vô kiểm tra có nước không tầm mới vô. Thôi mình đi luôn. Lúa nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đẹp không? Cánh đồng lúa đẹp quá à. Nghề gì chứ nghề trồng lúa, nông dân. Ôi thôi, vô biên, cực vô biên. Ù sình không bạn ơi, rồi mình phải bỏ dép ra thôi. Ra tới bờ sông hả? Đi ra tới bờ sông không bạn?
Địa đạo Củ Chi nằm bên đó các bạn. Các bạn thấy không? Khu di tích địa đạo Củ Chi. Cầu đẳng cấp 219. Anh em bắt đầu thả lưới rồi mà. Cười. Tới nơi các bạn. Vô lưới hết rồi em. Đi heo heo luống hậu ơi, công. Đúng rồi, đi đi đường đó heo luống mà. Giới thiệu lộ xuống cho các bạn xem ha. Đụng nó nhỏ nhỏ. Lưới mua nhiêu học? Để xuống quay cho các bạn xem. Rồi, mình lội xuống nha các bạn. Úi trời. Lúng dữ. Lúng dữ các bạn. Nguyên bày đó rồi ba. Dạ. Sẽ chạy lọt lưới hết rồi. Kìa. Đó. Lúng quá các bạn ơi. Đi qua bên kia ra. Nè. Có nè các bạn. Kìa, thấy không các bạn? Bên kia nhiều đây, dễ rồi. Dính lòng tông quá trời các bạn. Lòng tông này ngon ha. Lòng tông này lăn bột ngon ạ. Còn không của Minh Tráng. Hậu gỡ lưới các bạn. Kéo lưới nè. Chuyên nghiệp quá ha. Đó. Thầy ơi, thấy đi thấy lại đếm hơn câu hả, nãy giờ hơn câu cả buổi. Phục hù đi câu. Nước sâu sâu. Vô gỡ đi. Xình lầy không. Mình xuống chứ quay chứ chả làm gì các bạn. Từ từ để lên chứ. Giò cắn hay gớm các bạn. Đây là anh cầm cho. Mình cầm lưới cho Ngậu với Khánh gỡ. Ê đừng thả ra anh, đừng thả. Cầm luôn vậy không thả hả? Đừng thả. Đó, ngay ngon. Ngay bên đó xong lưới học. Giờ thả nè. Thả ra. Cầm đi Khánh. Cầm cái đầu đó kìa. Thấy đầu không? Đi qua bên kia. Được mấy con các bạn? 2, 4, 6, 7 con. Chắc phải cho miếng nước vô. Bữa không cho nước về cá cứ ngắt. Đi luôn đi. Giò cắn bên này các bạn. Này nhờ em mới của mình trong nhóm Linh Khánh, lính của Hậu các bạn. Mẹ cá đầy nha. Cô nên bỏ điện thoại cho lộng. Cô nên sâu không? Không sâu chắc bay bỏ chìa khóa trên bờ quá. Mình vụt tay cái vụt luôn đi hội các bạn. Đi lại chính giữa lấy cái đầu lớn kéo móc vô cây đó nhanh đó. Hiểu không? Ơi, má sâu à. Đù. Sâu rồi. Má móc cái gì vậy? Rồi bắt đầu à. Dính lưới rồi. Má dính lưới rồi.
nếu nó dướng lắm á. Sâu dữ rồi. Nền xuống bỏ tay luôn à. Này ta các bạn tưởng cạn chứ cái này có em nhỏ lọt xuống nguy hiểm mà. Sao? Không ngon hả? Bắt đầu lùa hả Hậu? Đứng bên kia lùa qua chứ như không có hả? Ờ chết bà, bỏ cây quay lên xe luôn rồi. Không biết đâu nghĩa. Này có trâu tắm. Sự trâu lội vô, cái này không có trâu đâu, lúa này sao trâu đi được. Sâu. Đúng rồi, sâu cái vòng vòng cái lỗ. Ồ cái này phải lấy cái cây quay rồi các bạn ơi, mình mới xuống được. Này xuống múc đầu mà không có bơi được. Dòng vô vậy cho nó chạy tung lưới thôi nè. Biết bơi không ông? Ok, hở như trâu. Kê quay trong xe nè, để chắc bơi phải lờ lấy. Kê kê có dính kìa. Ồ lù lù tiếp đi Hậu. Ít quá rồi, chết rồi. Dính được hai con đây nè. Không không ít đâu, không ít đâu. Lùi. Vô đó đập đập ra xem. Để kiếm. Ờ rồi rồi rồi. Giờ mình đưa cho em mình đi xô các bạn. Gỡ cá. Gỡ trước mới cho Khánh đập. Lùi cá là bất. Trong bực, cái đó làm như có cái bực phải không? Ra ngoài bực nó xung ngoái. Quậy ở này mà nó không chịu. Anh sợ anh trú trong mấy cái bực á, trong mấy cái bực cỏ đó. Múc đầu luôn á Hậu. Múc đầu không quay được các bạn ơi. Mình xuống mà múc đầu là không có cầm điện thoại được. Không bơi được. Vô. Im hơn quăng là nước trống vậy. Kéo lưới lại. Nước trống vậy nó kéo lại. Phải lấy lên mà kéo rồi kéo đứt lưới sao? Có anh kia lấy lên. Không có hả hả cho nó chui cho nó nè. Ngay xi nó nằm ngang ngay cái đường này nè. Ngay cái đường hai bên cỏ anh sợ ngang cỏ chui nữa. Không phải vậy chứ nhiều à. Làm chiên làm dĩa anh em là vi vu à, không giỡn đâu. Nghe chỗ đó anh đi tháo đầu ra được không không? Đâu? Nghe cái đầu ra đó đó. Nghe đâu? Nói tháo đầu được. Bỏ điện thoại là được hết chứ gì. Cái đầu đâu? Cái đầu. Ngay góc bụi cỏ đó. Được, để tháo đầu rồi chứ. Nãy bọn anh em tụi tôi ấy lưới bên đó các bạn. Giờ kéo lưới qua đây nè. Cái lưới qua đây để đập ra. Do là cái ao này người ta móc lên đó các bạn. Nó sâu quá cho nên là lội không có được. Mình cũng không có xuống đây quay trực tiếp các bạn xem được. Không không phải không biết bơi mà sợ là bơi một tay mà nó lấn dục nó lọt đi hồi cái chết mình. Cái mối kia ở đâu ạ? À? Ừ anh mới thấy cá năng móng. Nhiều là dính nhiều lắm rồi chứ.
có cá các bạn. Này có bực không? Hay xuống sâu luôn. Có bực này đi là dài tát nè. Đó dính nhiều lắm á. Này có cánh là hua các bạn. Mình không có tài nào mà. Nếu không có cánh thì mình lấy máy quay nhưng mà nó có góc nó không có đẹp. Trong dưới sình dưới nước luôn hả? Đâu có, trong trên bờ dơm lên gì đâu. Anh em coi được mà. Thử lúng dưới ta. Lúng các bạn nhìn nè. Hết ống quần luôn. Vô. Thấy vậy chứ không biết đâu. Vô cốt. Lấy là vô cốt. Kéo xô theo em luôn không? Có cái lưới ba màng vậy bữa lấy lưới ba màng đi quấn cá bự luôn. Ủa, này lúng quá các bạn ơi. Có cá bể trâu nè. Bắt luôn. Chiên luôn. Mừng gì? Mừng mẹ lứ. Đầu tiên ở năm 2019. Cũng không có hả? Chắc đổi rồi. Ủa cái khu này là hướng này qua sông vậy không? Hả? Cái này giống hướng bên Củ Chi, cái này bên mình, đây còn bên mình. Cái này còn bên mình là bên có đó, qua sông chưa? Bên đó là Cốc Lào. Có qua sông chưa? Mẹ đất. Ngay trong cái đầu đó là cái đường mà bên ấy đi chạy hẳn qua giống như bùng bình xưa gì. Vậy bên nhà cô bên đó. Ừ. Vậy là ta đụng mấy cái bộ chuối đó là tới sông rồi không? Vậy là mé sông bên đây. Còn bên mình. Hết các bạn, đổi đợi chắc phải đổi lưới rồi. Nãy giờ anh em tụi tôi thả xuống 2-3 lần lưới được như đây cá này các bạn. Nay do cái bờ nó sâu quá các bạn, với lại trời cũng tối các bạn. Rồi tối thui tôi xài đèn lát các bạn thấy ha. Rồi chắc có lẽ là anh em tụi tôi về quá, về chiên cái phần cá này lên. Để chiên xù quán tráng các bạn. Trời khá tối các bạn. Nay anh em tụi tôi về tới nhà là đâu tới 6 mấy rồi. Về tắm rửa nữa 7 giờ các bạn. Giờ anh em tôi chế biến nha. Được dưới đây nè các bạn. Có con lính mà nó về rồi. Nó không có ở lại tại kẹt công việc các bạn. Hậu đệ đó rửa sạch các bạn. Ngon là nè, tăm muối là ok hết rồi. Vậy anh em tụi tôi chế biến. Ê, hậu đệ chào mừng năm mới các bạn. Vậy là mời các bạn. Rau vườn. Cái này là rau vườn nha các bạn. Rau vườn. Trời ơi, tưởng như hai anh em góp rau vườn mẹ của tiểu đệ trồng. Với lại mình rau mình hái mớ rau của mẹ mình với mình trồng một ít nữa. Trời ơi, hai anh em ăn tưởng không có thiếu rau chứ giờ như đây là thoải mái luôn các bạn. Rau vườn nha. Rau vườn. Có dưa leo này là vườn nhưng mà vườn của ta. Giờ hậu đệ chế biến món cá chiên các bạn. Cá lòng tông chiên xù. Có những người ta thích ăn lăn bột các bạn, nhưng mà mình thì riêng mình cũng không có đam mê lắm. Để chiên lên của bánh tráng là ok. Để cho dầu hoặc nóng các bạn. Chảo chống dính luôn em. Hậu đệ kinh chào mừng năm mới. Cũng là thành viên của kênh Xe Cuộc Sống các bạn. Thì em nói chưa có người yêu. Ai có giới thiệu nha. Các bạn cần thì để lời số điện thoại dưới nha. Này ít men đích thực nha các bạn. Săn bắt hay lộn ok. Ra rừng không sợ đói nha. Ra rừng không sợ đói, chỉ sợ trên khác các bạn. Cho nóng dầu lên nha các bạn. Bắt đầu cho cá vào. Ok. Này cái không gian bếp của hậu đệ các bạn. Nhà của mình tự chế biến luôn. Này là biện pháp phòng tránh tai nạn khi lao động các bạn. Đó, tai nạn lao động. Giang quá. Giang quá hả? Này là biện pháp phòng tránh tai nạn trong quá trình mà lao động các bạn. Nó làm mồi nhậu á, tai nạn. Này đầu bếp chứ danh nha các bạn. Có 102 không có ở đâu hết, chỉ có kênh Xe Cuộc Sống mới có thôi. Cái bài nữa bà. Này có bóp luộc đâu. Ngâm muối. Ngâm muối là ok, bông nó tự nói ra không? Bông mà.
con này nhỏ lắm các bạn ơi, nó phải bự như con bữa mình với hồ đệ câu đâu. Hôm nay người ta gọi lòng đông bay nha. Giờ nghe mình chế biến nước chấm nè. Ủa làm bài bán gì, cái gì vậy? Gừng hả? Ủa gì vậy? Cà chua ngon. Có tỏi không nữa nè ông? Tỏi. Lúc nãy bỏ miếng nghệ vô làm mắm chấm ngon lắm á. Trong tất cả những cái món ăn thì nước chấm là một trong những cái thành phần mà quan trọng không thể thiếu nha mày. Đừng có nghĩ tưởng bỏ nha, đừng tưởng bỏ nha mày. Giống như kênh trước mình cũng đã nói chấm là chuyện đó là xưa rồi. Ngoái muối. Này là giờ ngoái muối không? Ngoái muối. Nó không nấu nướng đâu các bạn, mà có giả đâu, đừng giả nha ngoái. Giả hơi ghét hết. Đây là nước chấm nha các bạn ơi. Đầy đủ hương vị cuộc đời trong cái chén nước chấm luôn. Chua cay mặn ngọt. Thanh niên chưa có vợ các bạn. Hết mắm luôn rồi. Mắm luôn hả? Ừ, thương quá. Các bạn ai chịu bán nước mắm cho này liên hệ các bạn. Anh em nào coi bình luận nha. Bạn gái nha. Mình chế biến nước chấm rồi. Sạch sạch. Mình cho ngập dầu nha các bạn, nó sẽ ngon ha, không cần cỡ ha. Chắc có lẽ là mình sẽ để cái máy quay nó có đèn LED cho các bạn xem cho nó nhìn cái miếng cá nó vàng nó ngon ha. Bây giờ anh em tôi về giờ cũng bảy mấy rồi, về tắm rửa vậy đầu làm. Anh nha các bạn. Sau một buổi chiều đi cũng nhanh thôi, nhưng mà tại vì mình đi làm về hậu đệ em mình đợi các bạn, về em mình chế biến sẵn xuôi xong xuôi hết các bạn nhìn nè, ngon nha các bạn. Cái này cả đồng nha các bạn, rất là ngon. Dĩa rau nữa các bạn nhìn nè, ở này ăn với dĩa rau rồi chén nước chấm này, có thêm chả tôm tôm tắc rồi ăn với bánh tráng nha các bạn. Ăn bánh tráng rồi này hậu đệ nó làm ok. Để giờ thức thôi bạn à. Ôi thưởng thức bạn ơi, đói quá nè. Hôm nay tôi dễ đâu sống nhà chồng các bạn. Hai anh em thì tôi đi để tương tác trước cái bánh tráng. Ôi, cho nó vô à. Cạn vào. Rồi, quay gần cho các bạn xem. Những đồ thơm. Bài bản vậy hả? Chá. Nó quê. Rồi khỏi chê rồi mà. Làm hai đũa hết dĩa này. Đẹp quá bạn. Đẳng cấp nè các bạn nhìn nè. Nhìn cuốn đũa các bạn. Nó cuốn. Này cuốn đũa cũng đáng. Ghê hả? U hay. Là đi, mời các bạn. Bạn chưa. Nước mắm không trộn trộn lên nha. Nước mắm ra nữa. Tội tội quá bạn ơi, tội mình quá, nó bụng quá. Lại anh em mình thèm nữa rồi. Ok, mời các bạn nha các bạn. Chung buổi chiều quá. Giờ tối luôn rồi các bạn à. Anh em đi. Leo. Lá này chỉ có nhà mình có nha bạn. Của nhà không có này, chỉ có nhà mình có. Không, nhà còn. Nhà dưới này. Nhà dưới còn nữa không? Này ăn cái bị nó như là cái xương cơm đúng miên các bạn, cái này bằng hàng nha bạn. Các người bệnh rồi. Chị em phụ nữ nó ăn thì tốt. Mình phụ nam ăn chắc tốt luôn. À, nó mới nha. Nói mình cứ ăn. Anh mình gặp ông dục con mãi luôn à. Thấy cái
Dĩ rau hấp dẫn các bạn ơi. Cho một ít cá. Ít thôi nhưng mà nhiều quá không biết. Cũng đẳng cấp cũng sao. Để đuổi vô. Được chưa? Hiểu không? Rồi, muốn không? Chọn cái đũa đi qua đây luôn. Dài quá rồi, cây đũa. Con gọn lên. Nát thịt nó không gọn gì hết. Rồi xin mời các bạn nha. Ngon. Ngon. Cá thì giòn các bạn. Cá thì giòn. Rau thì đầy đủ các hương vị luôn. Ăn nó lẫn vào nhau. Nói chung là cái vị rau nhà trồng các bạn. Vị nó là ngon. Ăn nó lẫn vào nhau ăn. Không có mùi thuốc không à. Rất là sướng. Cái hương vị rất là đặc trưng của từng loại rau luôn. Mời các bạn nha các bạn. Ok. Ngon mà. Đã không? Đúng. Đúng ngon mà. Sướng. Đây, cảm ơn cô đại nha. Cảm ơn em đã làm hồ đồ dẫn anh đi trải nghiệm. Thật sự rất thú vị mà. Cái chỗ đó là anh là năm nay gần 30 tuổi rồi. 30 tuổi rồi. Mà chưa bao giờ mà đi cái chỗ đó. Chưa bao giờ bước chân đến cái đường đi đó các bạn có tin không? Mà gần nhà nữa chứ. Gần nhà cách nhà chừng bao nhiêu cây số vậy? Bao nhiêu số? Chắc lẽ là anh em tôi dừng video tại đây mà, các bạn để tập trung. Chúc các bạn cuối tuần ha, thật là vui vẻ nha các bạn. Chào các bạn. Bye bye. Nè, bye. Bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh nha các bạn.